Hello, xin chào đến tất cả anh em. Bên em về được hai cặp lo, một cặp này là của thằng Yamaha Bass 40 nha các anh em. Và đây là cái cặp này em đã tháo ra, một cái tháo một cái đó cái mẫu nha anh em. Còn đây là kêu hiệu to này nhé anh em. Và đây cái em tháo ra. Và đầu tiên giới thiệu về cặp to này nha, hàng da băng. Cái cặp này nó làm cái chép nó rất là khủng nha anh em, rất là khủng nha, chép nó rất là khủng nha. Đây là nó làm cái thiết kế nó vậy đây. Thì mình đưa cái họng này vô. Cái cặp này to, hiệu to nha. Cặp còi nó rất khủng nha. Còi nó rất khủng nha anh em. Cái họng nó hơn một gang tay. Và đây là cái lô bát. Đây lô bát nó bát 30 nha các anh em. Bát 30 nha. Này trong đây nó có con này nó có lưới phía trong nó bảo vệ bụi và nó dây nhiệt luôn. Và đây là phân tầng nó nha anh em. Phân tầng to này nha. Ha. Cái này hàng da băng thì chất lượng thì anh em đã biết rồi. Nó làm chất lượng rất là hay, tiếng rất là sáng, cặp to là tiếng rất là sáng nha. Thùng này thùng gỗ nha anh em, thùng gỗ nha. Rất là đẹp. Nói chung cặp này vậy rất là mới. Và đó là nói về cặp to nha các anh em. Đây là chép nó là 8 ohm da băng. Và đây là cái cặp loa Yamaha Bass 40 là cái hình đó. Đây là cái loa chép còi nó rất là to. Trời to hơn cái 825 nữa nha anh em, 925 luôn. Như cái còi giống như 925 và 825 của JBL vậy đó. Nó to y gan vậy đó. Đây là cái Yamaha nè. Tiếng rất sáng, hàng này hàng thị trường Mỹ nha các anh em. Cái này đây là cái lô bát nó bát 40 nha anh em. Thường dòng Mỹ thường nó để dưới mấy cái tem này thôi. Nhưng phụ lo nó rất là chất lượng nha. 500 nó rất là chất lượng nha các anh em. Đây là bát 40 nha. Và em tháo bên trong kìa. Tháo bên trong. Đây là cái màn bát này các anh em. Màn lô bát nó rất là mới. Đây là bên cái này là bông tiêu, cách âm nó rất là đẹp. Nó cái bông nó mịn lắm. Và đây là cái phân tầng của chú lô bát này. Phân tầng làm cũng rất là nhìn cũng rất là đơn giản nhưng mà nó hiệu quả lắm nha. Rồi anh em nào làm được thì liên hệ em hai cặp này nha. Dòng này giá cũng bình dân lắm nha các anh em. Rồi anh em nào làm được thì liên hệ em. Một cặp thì của Yamaha nó lắp ráp tại Mỹ. Và một cặp này hiệu to của da băng Bass 30. Rồi anh em nào làm được thì liên hệ em cặp này nha. Rồi anh em nào làm được liên hệ em. Xin chào.